Thưa quý vị, tuổi Nhâm Dần, nữ mạng là những người tài trí, lanh lợi, chịu thương chịu khó. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1962 bị chi phối bởi sao Thái Dương, hạn địa võng. Sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài vận của nữ Nhâm Dần sẽ xoay chuyển như thế nào trong năm 2022? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây với sự tư vấn trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022, nữ mạng sinh năm 1962, tuổi âm lịch 61 tuổi, sao chúa mệnh Thái Dương, may mắn, đại cát, thịnh vượng, mệnh kim bạch kim, kim hợp kim, tốt, địa chi tuổi, tuổi Dần tương hợp với tuổi Dần, tốt, thiên can tuổi, nhâm gặp năm nhâm, hòa hợp rất tốt. Tuổi Nhâm Dần nữ mạng là những người tài trí, lanh lợi, chịu thương chịu khó. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1962 bị chi phối bởi sao Thái Dương, hạn địa võng. Sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài vận của nữ tuổi Nhâm Dần sẽ xoay chuyển như thế nào trong năm 2022? Mời quý bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2022 nữ mạng. Những người sinh năm 1962 thuộc tuổi Nhâm Dần ứng với nạp âm bản mệnh là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Xét theo bát trạch phong thủy, nữ giới tuổi này thuộc cung Tốn, một trong những cung phi của Đông Tứ Mệnh. Đến năm 2022, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ bước sang tuổi 61, tính cả tuổi Mùi. Tuy nhiên, muốn dự đoán được số mệnh và vận hạn của nữ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là hung hay cát trong năm 2022, cần xét trên nhiều yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi đến năm tuổi của họ. Năm 2022 là năm Nhâm Dần thuộc ngũ hành bản mệnh là kim, bạch kim, tức vàng, pha bạc. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng có ngũ hành cung mệnh thuộc hành kim, tương hợp với kim. Vậy có thể luận giải rằng bản mệnh của người sinh năm 1962 với năm Nhâm Dần năm 2022 tương hợp với nhau. Tử vi năm 2022 là một năm yên vui và nhiều thuận lợi với nữ tuổi Nhâm Dần. Người nữ tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn, đường công danh sự nghiệp hanh thông, mọi sự như ý trong năm 2022. Tóm lại, nữ giới tuổi Nhâm Dần có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng trong năm 2022. Bên cạnh đó, hãy sống lương thiện và làm nhiều việc tốt thì đại cát đại lợi sẽ tìm đến nhiều hơn, sự nghiệp đạt được nhiều thành tựu đáng giá. Trong năm nay, để hóa giải hạn thái tuế cho người tuổi Nhâm Dần, quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế đặt trong túi, trong ví hoặc sau ốp điện thoại. Đây là pháp khí hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế tinh quân năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau là lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, hóa giải thị phi, xui xẻo do hạn thái tuế mang lại. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Nhâm Dần trên các phương diện. Sau đây là vận trình tử vi năm 2022 của nữ tuổi Nhâm Dần trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Trong năm 2022, sự nghiệp của nữ tuổi Nhâm Dần gặp nhiều may mắn, suôn sẻ, đủ đường. Người tuổi này được trời phú cho sự tài trí thông minh nên suy tính việc gì cũng sáng suốt, chu toàn. Tuy nhiên, tính nóng vội có thể khiến cho mọi việc khó đạt được kết quả như mong đợi. Nếu khắc phục được nhược điểm này thì vạn sự như ý, công thành danh toại. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình chính là yếu tố quan trọng giúp gia tăng động lực cho nữ tuổi này. Chú ý quan tâm và giữ gìn được hòa khí giữa vợ chồng con cái thì tài lộc càng phát triển. Đầu năm tính toán có phần khó khăn, nhưng khi tiến hành lại trôi chảy đúng tiến độ, gặt hái kết quả tốt đẹp. Nhìn chung, sự nghiệp của nữ tuổi Nhâm Dần trong năm 2022 có nhiều cơ hội rộng mở. Đồng thời, sự bình tĩnh và tài trí sẽ giúp cho nữ tuổi này tính toán đúng đắn, đường đi nước bước trong tương lai. Ngoài ra cũng cần giữ được sự cố gắng và phấn đấu thì mọi sự vẹn toàn, thành công hơn mong đợi. Tình duyên. Nhâm Dần, sinh năm 1962, nữ mạng, là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong dạt dào tình cảm. Người tuổi này luôn xem trọng tình cảm gia đình, chú tâm vun vén và lo toan, chu toàn mọi việc. Quan điểm của họ là dốc hết mình để phát triển sự nghiệp, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình, con cái sau này. Thế nên dù bận rộn, họ vẫn không quên quan tâm chia sẻ để giữ hòa khí trong gia đạo. Nhìn chung, trong năm 2022, gia đạo của nữ tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tràn ngập niềm vui và sự yên bình. Vợ chồng chung thủy hòa hợp, làm việc gì cũng đồng lòng thấu hiểu, con cái chăm ngoan, học hành thành đạt. Tài lộc. Trong năm 2022, tài vận của nữ tuổi Nhâm Dần không ngừng phát triển.
người tuổi này được trời phú tâm tính lương thiện cùng với đầu óc nhìn xa, trông rộng, nên suy tính việc gì cũng có khả năng cao gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Đôi khi nữ nhâm dần sẽ có lúc gặp khó khăn về tài chính, tuy nhiên sự linh hoạt và khéo léo vun vén nên gia đạo chưa bao giờ bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, tính tiết kiệm sẽ giúp cho người tuổi này có thêm nhiều sự lựa chọn trong tương lai để tránh việc thất thoát tiền bạc do hạn thái tuế mang lại. Đồng thời tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho gia chủ tuổi nhâm dần, các thầy phong thủy khuyên gia chủ hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú kèm với thần chú bát nhã tâm kinh, giúp khai thông trí tuệ, tăng phú, khai mở công tài lộc cũng như kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển. Sức khỏe. Bước sang năm 2022, nữ tuổi nhâm dần ít trải qua nhiều biến động về sức khỏe. Tuy nhiên, cũng nên chú ý rèn luyện thể chất thường xuyên, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng thể trạng. Đồng thời, giữ tâm lý thoải mái sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, cuộc sống yên vui, an nhàn, thư giãn. Xem sao hạn của tuổi nhâm dần nữ mạng trong năm 2022. Trong năm 2022, vận mệnh của tuổi nhâm dần nữ mạng sẽ có chuyển biến do sao hạn chiếu mệnh. Mời quý bạn cùng theo dõi chi tiết nội dung dưới đây. Sao chiếu mệnh, sao Thái Dương chính là sao chiếu mệnh của nữ tuổi nhâm dần trong năm 2022. Sao Thái Dương là một trong đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Do vậy, nên mệnh chủ được sau này chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, đại cát đại lợi, mọi sự hanh thông và thịnh vượng. Nữ giới tuổi nhâm dần bị sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ có cuộc sống thuận lợi, gặp hung, hóa cát, cả đường sự nghiệp lẫn tình duyên, gia đạo đều tốt đẹp, viên mãn. Nữ mệnh nếu gặp sau này thì ngày càng sung túc, gia đình hạnh phúc, không phải lo toan phiền muộn, sức khỏe dồi dào, an khang và sắc diện tươi tắn sáng lạ. Hạn tuổi. Trong năm 2022, tử vi của nhâm dần nữ mạng bị chi phối bởi sao hạn địa võng, do đó cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói hoặc thận trọng trong các mối quan hệ xung quanh, bởi hạn địa võng có thể khiến cho mệnh chủ gặp phải điều tiếng thị phi không đáng có. Vì vậy, nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ lưỡng, cân bằng cảm xúc thì dễ dàng hóa giải xung khắc, cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Hóa giải sao hạn. Cách hóa giải cho nữ mạng bị hạn địa võng chiếu mệnh cũng khá đơn giản. Người nữ tuổi này vốn có tâm tính hiền lành, ít nói, không thích quan tâm chuyện thiên hạ. Thế nên hạn này sớm được tiêu trừ bởi sự ngay thẳng và tấm lòng rộng lượng của họ. Đường công danh sự nghiệp của nữ tuổi này trong năm 2022 có nhiều bước tiến nổi bật, tuy nhiên cũng đừng tham công tiếc việc mà lơ là hạnh phúc gia đình. Đồng thời cũng nên bình tĩnh, suy tính kỹ càng khi mà tính toán mở rộng kinh doanh hoặc thành lập công ty. Bên cạnh đó, trong dân gian cũng còn lưu truyền một số cách cúng giải sao hạn, đơn giản và tiết kiệm chi phí. Quan trọng nhất chính là sự thành tâm của mệnh chủ. Quý gia chủ hãy luôn mang theo vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để hóa giải những đại hạn trên. Mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình để được quý thần dẫn lối, được quý nhân phù trợ giúp đỡ, hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường hòa hợp gia đạo, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như xã hội. Luận tử vi tuổi nhâm dần năm 2022 theo tháng âm lịch. Theo tử vi chọn đời, cuộc đời của những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 nữ mạng có nhiều diễn biến đáng nhớ trong sự nghiệp và tình cảm như sau. Tháng 1, khởi đầu năm mới với nhiều điều may mắn, mọi việc của năm cũ hoàn thành tốt đẹp, tiếp tục những dự tính lớn hơn trong năm mới. Tháng 2, vạn sự như ý, làm đâu tháng đó tài lộc dồi dào. Tháng 3, gặp một số khó khăn nhưng có quý nhân phù trợ, nhanh chóng vượt qua. Tháng 4, gia đạo gặp nhiều may mắn, con cái có chuyện vui trong công việc. Tháng 5, con cháu công thành danh toại, cha mẹ hưởng phước lúc tuổi già. Tháng 6, công việc trôi chảy bình ổn, không gặp trắc trở thăng tiến không ngừng. Tháng 7, gia đạo yên vui, con cháu sum vầy, tài lộc dư giả. Tháng 8, sức khỏe gặp một vài biến động, tuy không đáng kể, cần phải chú ý luyện tập thể dục thể thao, ăn uống dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Tháng 9, gặp nhiều vận may về tài vận, công danh, địa vị sự nghiệp hưng thịnh, con cái có thể có tin vui trong công việc. Tháng 10, gia đạo có thể gặp bất hòa, nên lắng nghe và thấu hiểu để vợ chồng hòa hợp, nhanh chóng hóa giải xung khắc. Tháng 11, cân nhắc chi tiêu hợp lý để tránh thiếu trước hụt sau. Tháng 12, hầu như mọi dự tính đều thành công mỹ mãn, xuôi trèo, mát mái, tài chính ổn định. Trong năm 2022, cuộc đời của nữ tuổi nhâm dần gặp nhiều may mắn, có nhiều niềm vui, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, an yên bên chồng con ở tuổi 61. Tuổi nhâm dần nữ mạng là những người tài trí lanh lợi, chịu thương chịu khó. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1962 bị chi phối bởi sao Thái Dương và hạn địa võng.
Thưa quý vị, trong năm 2022, cuộc đời của nữ Nhâm Dần gặp rất là nhiều may mắn và có nhiều niềm vui. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, an yên bên chồng con ở tuổi 61. Bên cạnh đó, sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển, mạnh mẽ, nhờ ăn ở phước đức cho nên tài vận dồi dào, vững chắc. Hy vọng rằng bài viết ngày hôm nay cũng như là những thông tin vừa rồi mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích về tử vi năm 2022 cho nữ tuổi Nhâm Dần. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo.